Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với các cái bài tập của Unit 1 các bạn. Bây giờ chúng ta đã đến bài tập số 8 rồi. Bài tập số 8 là một bài tập mà người ta cho mình những cái từ ở trong hộp này. Người ta cho 10 từ ở trong hộp và người ta đề nghị mình là điền vô 10 cái ô trống, 10 cái chỗ trống của 10 câu phía sau. Thế thì đây là một dạng bài tập mà người ta kiểm tra kỹ năng từ vựng của mình rất là cao đó các bạn. Cho nên cái vốn từ của chúng ta cố gắng các bạn hoàn thiện từng ngày một nhé. Sau này mình sẽ có những cái video mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái kỹ năng, những cái mẹo để các bạn nhớ từ vựng được nhiều và lâu và các bạn sẽ khó mà quên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm từng câu một. Và trước khi vào làm thì mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Và bản thân mình cũng có nhiều niềm vui để mình ra nhiều video cho các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta vào câu A các bạn. Câu A này, chúng ta nhìn vô đây là mình thấy một câu rất là quen đúng không các bạn? Câu này chúng ta đoán được ý nghĩa, ý đồ người ta muốn mình viết. Có nghĩa là, mình cũng vừa hướng dẫn các bạn. Khi gặp những dạng câu hỏi như thế này á, thì một trong những cái kỹ năng đầu tiên để chúng ta làm tốt á, là chúng ta đoán được người ta muốn mình nói cái gì, muốn mình viết câu gì. Và đương nhiên người ta viết câu đó, người ta viết cái câu đó là chắc chắn người ta có ý đồ của người ta để mình đoán đúng không? Ví dụ câu A đó, chúng ta nhìn đây là mình đoán được cái ý đồ của người ta muốn mình viết là một câu nói là tôi có thể tự giới thiệu bản thân tôi được không? Đây là một câu mở đầu cho những lần chào hỏi hay là lên phát biểu hay là giới thiệu một cái gì đó vân vân đó các bạn. Thì người ta hay dùng câu là may I introduce myself. Đó là tôi có thể tự giới thiệu bản thân tôi được chứ. Đó, may I introduce. Đó, cho nên từ này là từ hợp lý các bạn nha. Nhớ đó, đây là một câu chào hỏi giới tự giới thiệu rất là hay mà người ta rất hay dùng trong tiếng Anh. Ok các bạn nha. May I introduce myself. Rồi, tôi có thể tự giới thiệu bản thân được chứ. Câu số 2 các bạn nhìn đây. How do you do? Là bạn khỏe không? I don't think we met. Rồi, bạn xin hỏi bạn khỏe không? Tôi không nghĩ là người ta đang dùng một cái hiện tại hoàn thành chỗ đây. Tôi không nghĩ là trước đây chúng ta đã quen rồi. Đó, có nghĩa là tôi không nghĩ. Nhưng vừa gặp một người nào đó thấy lạ, thấy quen lạ lạ gì đó. Có thể là chào người ta xong, sau đó mình có thể nói là tôi không nghĩ là chúng ta đã quen nhau rồi. Hay là mình có thể nói là tôi nghĩ là chúng ta chưa quen nhau cũng được. Nhưng người Anh hay dùng là tôi không nghĩ chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi nhỉ. Vậy thì chỗ này là một cái trạng từ trước đây đúng nào? Vậy thì chúng ta xem đây, before. Đó, đây là câu B các bạn nha. Tôi không nghĩ là trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi. Trước đây trạng từ này ở phía sau các bạn nha. Nhớ này, ở phía sau hoặc phía trước chứ đừng để giữa câu như thế nha các bạn nhớ nha. Tôi không nghĩ trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi. Ok. Rồi, như vậy là rất là hợp lý đúng không nào? Rồi, tiếp tục câu C này các bạn. Câu C của chúng ta này là hello, xin chào. How are you? Rồi, nhìn vô là how are you doing? Bạn đang làm như thế nào? Có người là bạn khỏe không đó? Người ta hay dùng một câu chào hỏi rất là kinh điển, rất là thường hay dùng. Đây, how are you doing? Đó, các bạn nhớ nha. C, đó là câu C là doing. Rồi, đó là câu 3, câu C. Câu D này các bạn. Câu D người ta giới thiệu mình, người ta đề nghị mình muốn mình làm gì nào? Đây, allow me to introduce. Nhớ allow phải có một cái someone, phải có một ai đây, rồi đi liền với nó là to với động từ liền các bạn nhá. Nhớ allow rồi someone rồi cộng với to rồi cộng với động từ có nghĩa là gì? Cho phép ai đó làm cái gì đó. Trong câu này có nghĩa là cho phép tôi giới thiệu. Chỗ này là giới thiệu cái gì đấy các bạn? Giới thiệu bản thân tôi. Thấy các bạn thấy chưa? Như vậy là chỗ này là myself. Câu này rất giống với câu A. Các bạn sau này các bạn luyện nói tiếng Anh cũng vậy. Các bạn có thể dùng một trong hai câu này đều được hết. May I introduce myself? Hoặc là allow me to introduce myself.
đều được hết. Người ta đều hiểu là mình muốn tự giới thiệu bản thân mình cho người khác, đúng không nào? Đó, cho nên là chúng ta cần nói chớ nhớ hai câu này. Đó, như vậy là chúng ta cũng đã học được hai câu tự giới thiệu rất là hay. Rồi, bắt đầu chúng ta nói tiếp. Tên tôi là George Mallow và là một người bạn của Sally. Đó, tên tôi là đây, và bạn của bạn Sally, tôi là bạn của Sally này, được chưa? Đó, rất là dễ bạn ha. Rồi, đó là câu D. Bây giờ câu E của chúng ta nè. Ồ, các bạn nhìn đây. Câu E đó mà chúng ta thấy chữ me rồi á, thì trong cái tiếng Anh các bạn ạ, thì mình có câu mở đầu lịch sử á, giống như mình muốn hỏi đường hay là mình muốn làm gì người ta, mình hay gọi là excuse me. Đó, các bạn nhớ chưa? Đó, cho nên đây, như vậy là rõ ràng là câu E là excuse me, xin lỗi. My name is Phương Diệu Linh, tên tôi là Phương Diệu Linh. À, như vậy các bạn hình dung được chưa? Như vậy là cách bài tập số 8 này là người ta chủ yếu kiểm tra cái kỹ năng luyện nói tiếng Anh của chúng ta đó các bạn. Những cái kỹ năng chào hỏi, giới thiệu rồi đó các bạn. Rồi, như vậy là câu E là excuse. Rồi, được chưa các bạn? Rồi, câu F của chúng ta đây. I'd like, này các bạn này, I'd like to go to. Nhớ trong văn nói người ta kiểm tra giao tiếp chúng ta này, I like you, đọc nói liền chữ like và kill luôn, like you, like you, thì ta đọc nói là like you, I like you too. Tôi muốn hay là tôi thích cái gì? Tôi thích bạn làm gì nào? Tôi thích bạn gặp bạn Ann Parker này. Gặp đâu rồi? Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, câu F đây. Đó, rất dễ nha. Đó, tôi muốn bạn gặp cái bạn Ann Parker này. Đó, các bạn hình dung được rồi, ý đồ người ta muốn với mình như vậy, được chưa? Rồi, đây là một câu cũng là trong giao tiếp tiếng Anh rất hay dùng, cho nên là câu F là dùng meet. I'd like you to meet Ann Parker. Ok, rồi, đó là câu F. Bây giờ đến lượt câu G này các bạn. Rồi, câu G người ta muốn làm gì? Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Someone, to, rồi một cái động từ. Các bạn có thấy giống cái chỗ này không? Các bạn nhìn thấy giống chưa? Đó, giống câu D nè. Câu G giống câu D nè, các bạn thấy chưa? Vậy thì chỗ này thiếu chữ gì? Thiếu chữ allow. Đây, allow. Đấy, đó, câu G đây. Đó, allow me to introduce my teacher, Missy Hoàng Nga. Đó, các bạn thấy chưa? Missy Hoàng Nga, cho phép tôi giới thiệu thầy giáo, cô giáo của tôi. Cô ấy tên là Hoàng Nga. Đó, các bạn thấy hay chưa? Như vậy là cô chứ không phải thầy các bạn nha. Xin lỗi các bạn, cô chứ không phải là thầy. Nhớ cái công thức, cái cấu trúc này. Nhớ cho mình. Đó, các bạn thấy chưa? Nhớ cho mình cái câu giới thiệu. Có thể tự giới thiệu, cũng có thể tự giới thiệu người khác cho người khác. Giới thiệu một người đó cho người khác, hoặc là tự giới thiệu bản thân mình với người khác cũng được. Ok, cũng đều có thể dùng là may I introduce gì đó vân vân, hoặc là allow me to introduce, hoặc là introduce vẫn allow me to introduce my teacher, hay là introduce myself cũng được. Tùy các bạn muốn giới thiệu tự bản thân hay là giới thiệu người khác cũng được các bạn nha. Rồi, đó là câu G. Bây giờ đến lượt câu H này các bạn. Câu H của chúng ta đây. Đã có I'd này là chắc chắn chỗ này là phải một cái like. Tôi thích cái gì? Tôi thích giới thiệu lãnh đạo của đội chúng tôi, tên là Thành Nam. Đó, các bạn thấy chưa? Toàn là kiểm tra tiếng Anh giao tiếp của chúng ta hết. Đây, like là câu H. Đây, like đâu rồi? Like, đây, câu H đúng không nào? Rồi, chúng ta còn lại hai chữ là chữ pleasure và let. Đây, pleasure và let. Rồi, câu Y chúng ta này. Hello, Tom. Let me introduce my fellow student Wiener. Đây các bạn, mình sẽ chỉ các bạn rất kỹ chỗ này để các bạn nhớ này. Đây cũng là một cái câu rất là hay, mà nó rất là hợp và nó tương đương với hai câu trước. Đây, xin chào Tom, cho phép tôi giới thiệu sinh viên bạn cùng lớp của tôi tên là Wiener. Các bạn lưu ý này,
Let là một cái động từ nè, cộng với một cái someone này, cộng với một ai đó này, cộng introduce, không có to, nhớ không to. Let là không có to. Rồi, trong khi đó allow, allow này các bạn này, allow là someone rồi cộng với to rồi mới cộng động từ. Trong khi đó let là cộng với someone rồi cộng động từ liền, không được to. Các bạn vậy, các bạn nhớ không? Các bạn rất nhớ nhé, nhớ kỹ cho mình nhá. Let là cộng với someone liền và cộng với động từ liền, không được to, không có to. Trong khi đó allow someone là cộng với to liền. Nhớ cho mình các bạn nhá. Hai cái này về mặt ngữ nghĩa là giống nhau nhưng cách viết khác nhau một tí. Nhớ cho mình nhé các bạn nhá. Rồi, đó là câu Y. Rồi, câu J, câu này, câu cuối cùng rất dễ đúng các bạn. Câu cuối cùng còn lại của chúng ta là pleasure đúng không nào? It is sao các bạn? It is great pleasure. Thật là vinh hạnh á, chúng ta dịch cái sang tiếng Việt chúng ta. Thật là vinh hạnh hoặc là vui sướng gì đó vân vân rằng tôi giới thiệu hiệu trưởng của trường tôi, ông tên là Trần Anh. Đó các bạn thấy chưa? Rồi, pleasure chỗ này. Pleasure, thật là hân hạnh lớn lao. Đó, thật là điều vinh hạnh lớn lao. Pleasure là câu J này. Rồi, còn cái chỗ này là câu Y. Ok. Đó các bạn thấy chưa? Rất dễ đúng không nào? Đó, như vậy là đây đều là những câu phục vụ trong tiếng Anh giao tiếp của chúng ta rất là hay đó các bạn. It is great pleasure. Ok. Rồi, hy vọng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Và bản thân mình thì thêm rất nhiều niềm vui. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.